Nước tiểu màu vàng, dấu hiệu của bệnh gì? Màu vàng sậm của nước tiểu có thể là dấu hiệu của một số vấn đề về sức khỏe của chúng ta. Nếu như mà nước tiểu của chúng ta có màu vàng sậm và dài hơn thông thường, có thể là có những cái bệnh lý sau đây. Thứ nhất, tình trạng cơ thể thiếu nước. Khi mà cơ thể chúng ta mất nhiều nước hơn là chúng ta cung cấp nước thì nước tiểu chúng ta sẽ trở nên đậm đặc hơn. Điều này nó xảy ra vì cơ thể chúng ta cố gắng tiết kiệm nước và bằng các cách là nó sẽ hấp thu nước tiểu trở ngược lại và nước tiểu chúng ta sẽ trở nên khô đặc hơn rất là nhiều. Thứ hai là nhiễm trùng tiết niệu. Một cái số nhiễm trùng đường tiết niệu chẳng hạn như là viêm nhiễm tiền liệt ở nam giới hoặc là viêm nhiễm bàng quang thì có thể gây ra sự thay đổi cái màu sắc của nước tiểu. Thì các cái vấn đề về gan và mặt thì nó cũng là một trong những cái vấn đề ảnh hưởng và liên quan tới nước tiểu. Thì các bệnh lý liên quan đến gan và mặt như là gì, là một cái bệnh về gan nhiễm mỡ hoặc là bệnh về viêm gan, đúng không ạ, nóng gan, thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái màu sắc của nước tiểu của chúng ta. Các cái vấn đề liên quan đến huyết học như là gì, như việc phân hủy cái hemoglobin là hậu sản của các hồng cầu hoặc là sự cản trở trong cái quá trình chúng ta tiết thận thì cũng có thể gây ra nước tiểu chúng ta cũng có lên cái màu vàng sậm hơn. Nếu cô bác anh chị thấy nước tiểu chúng ta có màu vàng sậm kéo dài trong một khoảng thời gian dài và đã duy trì cái việc là đủ cái lượng nước uống trong cơ thể chúng ta mà vẫn không thấy cải thiện tình trạng này thì cô bác anh chị nên đi khám bác sĩ để kiểm tra về sức khỏe của chúng ta, và điều này nó có thể giúp cho chúng ta phát hiện sớm bất kỳ những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe của chúng ta và đưa ra một cái phương pháp điều trị phù hợp. Cảm ơn anh chị đã xem video của Diễm Thí. Đừng quên follow Diễm Thí Dược Sĩ Gia Đình để cập nhật thêm những cái thông tin hữu ích về chăm sóc sức khỏe nhé.